với mong muốn là người Việt Nam có quyền bình đẳng với thế giới trong việc thụ hưởng các nền y khoa tiên tiến. Đến năm 2019, Trung tâm Y học Healthcare chính thức thành lập và đã phục vụ rất nhiều người Việt Nam. Tại Healthcare, chúng tôi ứng dụng quy trình điều trị cá nhân hóa cho từng khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ có một lộ trình điều trị riêng biệt dựa vào tình trạng, thời gian và tài chính của khách. Hành trình sức khỏe toàn diện của Healthcare gồm 5 bước. Bước đầu tiên đó là xét nghiệm cơ thể toàn diện, đánh giá lại nguy cơ ung thư và đột quỵ. Bước thứ hai là thải độc cơ thể toàn diện. Chúng tôi có thể thải độc kim loại nặng, thải độc tố hữu cơ, thải độc gan, thải độc ruột và làm sạch máu. Bước thứ ba là tăng cường hệ miễn dịch. Bước thứ tư là tái tạo tế bào và bước thứ năm là duy trì sức khỏe đỉnh cao, sẽ bao gồm lối sống, dinh dưỡng và chế độ chăm sóc cơ quan nội tạng định kỳ. Ở Healthcare chúng tôi có hai chương trình điều trị hỗ trợ cho các bệnh nhân bị bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch huyết áp, cơ xương khớp. Chương trình thứ hai là chương trình sống khỏe toàn diện, sẽ bao gồm thải độc cơ thể toàn diện, tăng cường hệ miễn dịch, chương trình khỏe đẹp vượt thời gian cho phái nữ, tăng cường sức mạnh nam giới và chương trình sức khỏe doanh nhân thành công của doanh nghiệp. Điểm khác biệt của y sinh học so với y học truyền thống là y sinh học tập trung tìm ra nguyên nhân gây bệnh thay vì tập trung vào triệu chứng của bệnh. Sinh học giúp cho khách hàng là phục hồi được hệ miễn dịch nhanh hơn và xây dựng lại hệ lợi khuẩn của đường ruột, giúp cho cơ thể của khách hàng khỏe từ bên trong.